Công dụng bất ngờ của đậu xanh. Đậu xanh là một sự lựa chọn tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh và có công dụng bất ngờ. Thứ nhất, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa béo phì. Thứ hai, hỗ trợ tiêu hóa, chống táo bón. Thứ ba, cải thiện sức khỏe xương khớp. Thứ tư, phòng chống, hỗ trợ điều trị bệnh gút. Thứ năm, thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Thứ sáu, tăng cường khả năng miễn dịch. Thứ bảy, tăng cường thị lực. Thứ tám, trị nám tàn nhang. Thứ chín, ngăn ngừa ung thư. Thứ 10, chống cao huyết áp. 11, ổn định đường huyết. 12, giải nhiệt, tiêu độc và trị mụn. Thứ 3, giảm stress, ngăn ngừa trầm cảm. Đậu xanh mặc dù tốt cho sức khỏe và làm đẹp, nhưng cũng có những vấn đề kiêng cữ nhất định khi sử dụng. Bạn cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất, người có thể hàn, tứ chi lạnh, thiếu lực, tiêu chảy, không nên ăn đậu xanh. Thứ hai, trường hợp bị dị ứng với một trong các thành phần của đậu xanh thì không nên dùng thực phẩm này dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả đường miệng lẫn đắp ngoài. Thứ ba, không nên ăn đậu xanh khi đói bụng hoặc có biểu hiện chướng bụng. Thứ tư, tránh dùng đậu xanh trong thời gian đang điều trị bằng thuốc đông y. Thứ năm, mỗi tuần, người trưởng thành nên ăn khoảng 2-3 lần, mỗi lần nửa chén đậu xanh. Còn đối với người già và trẻ em hay những người có vấn đề về đường tiêu hóa thì nên ăn với liều lượng ít hơn. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều mẹo hơn bạn nhé!